Dạ, kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Hôm nay thì con cũng ghé lại vườn của anh Vinh để làm một cái clip mới giao lưu cùng quý cô chú ha. Cũng mong quý chú xem yêu mến ủng hộ cho anh. Đó thì trước mắt quý cô chú là một cái cây vú sữa của chú, vú sữa tím rất là đẹp luôn. Cây được anh làm gần như là thành phẩm rồi chú. Cốt cành lớn ha, cây sạch sẽ đẹp. Con gọi vô cái cho mình xem ha. Cây này thì giờ về quý chú mình cứ việc lên chậu chơi thoải mái rồi. Cốt cành nuôi lớn rồi, sạch sẽ đẹp ha. Giá cũng hợp lý luôn. Lát nữa giới thiệu cho mình ha. Thì mời quý chú cùng gặp lại anh Chiến, người anh quen thuộc của vườn anh Vinh. Anh Chiến là đứng clip hỗ trợ vườn ha. Rồi em chào anh Chiến ơi. Rồi chào Khánh, chào cô chú anh chị. Hôm nay cũng đến vườn anh Vinh để giao lưu clip mới nè cô chú anh chị ơi. Mong cô chú anh chị ủng hộ nhà vườn giùm với ủng hộ kênh. Dạ. Mình nối tiếp theo cái clip được rồi. Là mã số 67 là một cây lộc rừng cũng hình thú nha cô chú. Không để chờ đợi lâu nữa thôi, mình vô chi tiết luôn cái cây lộc rừng này nha cô chú ơi. Dạ rồi, mã số 67 một cây lộc rừng. 67 luôn. Cây lộc rừng dáng thú luôn. Dạ. Chiều cao như thế anh? Rồi, thông số chiều cao luôn. Cao 1m7 cô chú ơi. Tán rộng hiện có là 2m5. Rồi. Từ chiều này qua bên đây là tổng tàn là 2m5. Rồi dáng mà thú nó nằm luôn cô chú ơi. Nằm nhiêu đây anh? 1m4 luôn. 1m4. Dạ. Nằm vắt vắt kìa đâu chú. Đúng rồi. Này mà không phải một con nữa mà là hai con luôn anh ha. Hai con luôn. Hai ba con luôn. Đây. Rồi sẵn đo cái hoành ngang đây luôn đi anh, một rồi đo hai luôn đi đúng anh ha. Đúng rồi. Thân đại diện chỗ này nha cô chú ơi. Rồi, 56 ấy 59. 59. Rồi. Hai thân nó dính gì đó thì là nó 95. 95. Dạ, cốt cành lớn ha chú. Đây. Cốt cành to. Và đây là mặt cắt nó đây của chú. Mà cắt kéo cũng tốt anh ha, mà cắt lớn nhưng mà kéo lại cũng khá nhiều. Cái này anh sợ nước nãy anh mà ấy hồ. Bên đây thì nó sành luôn rồi chú ơi. Đúng nó rồi. Cũng kéo tràn vô từ từ. Rồi. Này là lộc vừng lá nhỏ nha cô chú. Lộc vừng lá nhỏ. Đây một vài cái điểm lỗ bên đây nữa. Chỉ rõ cho mình xem đây heo chú. Giờ đây. Rồi. Cây lộc vừng này giá sao đây anh ha? Rồi, lộc vừng mà mã số 67 hình thú này giao lưu cô chú anh chị là 20 triệu, bao ship 200 km. 20 triệu ship 200 cây của chú ơi. 200 cây. Này là anh đi cho mình luôn cái bể này ha, xe cẩu móc đi thôi của chú. Luôn cái dĩa này luôn anh ha. Ok. Dạ, có gì thì mình liên hệ thêm với anh Vinh ha chú. 20 triệu, cái dĩa này cũng dài lắm anh ha. Cái được, cái chiều dài nhiêu vậy anh Chiến? Thử cho quý chú mình hình dung coi. Chắc tầm 2 mét quá anh ha. 2 mét. 2 mét. Rồi. 20 triệu ha quý chú. 20 triệu. Ship 200 cây. Dạ, lá nhỏ. Rồi, đổi giúp em luôn anh ha. Rồi, mã số 68 là một cây vú sữa luôn cô chú ơi. Số 68 một cây vú sữa. Vú sữa tím. Tím. Rồi vú chú nè, cái tàn kính mít đó chơi luôn ha. Cao thì tầm khoảng 1m8 anh ha. 8 đi. 1m8. Tán rộng này 1m5. Rồi. Cao 1m8, rộng 1m5. Đặc biệt là nuôi cốt cành lớn. Cái khá là sạch sẽ của chú. Rồi, ngay vị trí này luôn cô chú ơi, 64 luôn. Dạ. Hồi đó bị mấy con sâu ăn. Đúng rồi. Mà tự cuốn lại. Tự cuốn lại luôn. Đó. Rồi, cái này thì cũng không có gì hết trơn heo chú. Đây đế thì chặt đế sau đó mồi rễ như vậy nè. Mình đo cái đường kính cái đế này giùm em ạ. Đường kính chiều ngang cái bề đế mình thấy được. Rồi, 56 luôn. Dạ, 56. Đây quý chú, vú sữa mà anh sữa có cốt cành rất là to nè. Và bây giờ nó đang siết dây luôn đang rồi anh. Đang siết. Cành nó, cốt cành nó đang lớn nè, nó siết.
cái này là coi như là nó đã quen cái ấy rồi, cái giọng rồi, này về cô chú là tháo dây ra là được rồi. Phải nói là cái cây này rất là đẹp của chú, nó tròn đều hết trơn luôn anh ha. Ừ. Tròn đều đầy đặn luôn, vú sữa tím của chú ơi. Nó đủ sức, nó đủ sức đủ tay cành rồi, bây giờ mình nuôi cho ra hoa thôi, ra hoa ra quả thôi. Cây này lên chậu đẹp lắm của chú ơi, lên chậu để trước nhà hết sảy luôn. Nó tầm chung chung vừa anh ha. Đây, cái cốt rất là lớn nè, sửa máy nước dây nè, giờ nước này đang xiết vậy luôn nè. Tròn đều hết. Rồi, cây này giá sao đây anh Chiến ha? Rồi, một cây vú sữa tím thành phẩm này mã số 68 vô lưu của chú anh chị là 12 triệu. Bao ship 200 km luôn. Cái này vô chậu mét đó của chú. Đúng rồi, mét là đủ sức mét, nó cho trái luôn đó cô chú ơi. Có cái đồm heo của chú để lên ha, để lên cái chậu mét. Rất là đẹp luôn. Nó cao chỉ tầm 1m7, 1m8 thôi. Đúng rồi. Tán rộng 1m5. Cây này mà mới mốt và thả dây ha, bắt đầu thúc cho trái một cái là trái nó chín mà màu tím cái nữa là nhìn cực kỳ luôn. Cây rất là sung khỏe nha cô chú. Cô chú thấy cái vàng lá nó không là biết là cây nó khỏe. Vú sữa tím thì lá nó không lớn, nó mà nó dài dài vậy nè. Vú sữa dòng này là tím xưa, vú sữa hột. Cây này không phải là cây ghép bây giờ nha cô chú. Vú sữa hột ha, tím xưa ha. Đó, liền lạc thân nè cô chú. Nhìn ghép là mình nhận biết ngay liền. Rồi, con xin nhắc lại, giá là 12 triệu anh ha. 12 triệu. Bao ship 200 cây. 200 km. Cái này thì nếu mà xa nữa thì thương lượng với anh Vinh yêu chú rồi. Cái này nếu mà đóng kiện thì cái kiện cũng rất là to. Đóng cho mình thì vẫn được, nhưng mà phí ship nó cao lắm ha. Thì thôi mình trao đổi với nhau để mình thỏa thuận với nhau đi ha. Số điện thoại của anh Vinh thì con để trên màn hình phía dưới góc trái. Phía dưới ha chú, góc bên trái. Và quý chú cũng có thể xem trên tiêu đề, cũng có số điện thoại của anh Vinh luôn. Rồi, và con mời chú mình tiếp tục ha. Dạ, tiếp anh Chiến ơi. Rồi, một cái nu gò công luôn, mã số 69 luôn. 69 của chú ha. Đây. Clip nào mình cũng có một vài cây nu gò công cho mình lựa chọn ha của chú. Đó. Mỗi cây mỗi dáng. Lần này là anh chơi cụm bệ nhiều ha. Cái mà cụm thì mỗi cụm nó khác nhau hết trơn luôn. Khác nhau. Không có cụm nào giống nhau chứ. Đặc biệt cái là mỗi cụm đều có một cái thân chủ anh ha. Đúng rồi. Một cái thân chính đó, mà mỗi thân chính đó thì có khi nó trực nè, có khi nó siêu, có khi nó lượn, có khi nó bay. Rồi, chiều cao là 62 luôn cô chú ơi. Rồi, phơm tàn nó là 90 luôn. Dạ, tròn dày anh ha. Tròn dày luôn, cũng tròn dày. Mà cắt thì quý chú yên tâm ha, dòng này nó kéo rất là tốt luôn. Đúng mà rồi. Cắt nu gò công nó kéo tốt lắm. Đặc biệt này là nó có lai như nu mặt khỉ luôn này cô chú. Này nhìn kỹ nè, nó nè. Lai anh hả? Đây, lo ngay vị trí này nghe cô chú. Lo một vị trí thôi. 64. 64 anh ha. Rồi, quay một vòng mà báo giá cho cô chú luôn. Dạ. Đây. Cụm nu gò công này à, mã số 69 giao lưu của chú anh chị là 3,2 triệu, bao ship toàn quốc luôn. 3,2 triệu là mình có cái bệ nu gò công mình chơi cô chú. Dạ. Một vài chỗ nó siết dây rồi của chú rồi. Có thể tháo à. Anh Vinh thì nhiều cây lớn là mình tháo dây ra là cắt tỉa xương là mình chơi rồi đó cô chú ơi. Dạ. 69 rồi, tiếp tục 70. Rồi, 70 là một lọc rừng luôn, dáng thú luôn. Một cây lộc vườn dáng thú. Cái này ép chậu gọn gàng luôn anh ha. Đúng rồi. Từ cái phôi cắt mà nuôi lên được nguyên cái dạng tai này nè cô chú. Đó. Đây, mấy cái cốt này là nuôi không nè cô chú. Nuôi không á. Mấy cốt này là nuôi lớn lắm, nuôi sao á. Rồi, chiều cao 1,5 m luôn cô chú ơi. Dạ, cao 1,5 m. Rồi, phơm tàn ngang 1,3 m. Cao 1,5 m ngang 1,3 m. Dán con thú nằm đây. Rồi, đo ngay cái cổ ngay vị trí này ngang cô chú. Rồi, 46 luôn. Dạ. Rồi, hết con thú nằm này luôn ngang cô chú ơi.
Rồi 1m3 luôn. Đây. 1m3 anh ha. Ấy dạ. Rồi. Rồi lộc rừng mã số 70 gián thú này giao lưu cô chú anh chị là 7 triệu. Lá nhỏ siêu hoa. Lá nhỏ siêu hoa. Giao lưu cô chú. Cốc cành lớn như thế này 7 triệu. Cái này giao lưu 200 km này. Bự nặng quá. Còn tàu quá thì cô chú anh chị tham khảo với nhà vườn anh Vinh nha. Dạ, dẫn ship thôi cô chú ha. Nhưng luôn. Mà mình trao đổi tí ship. Rồi, lộc rừng mã số 70 là giao lưu cô chú anh chị là 7 triệu. 7 triệu. Dạ, rồi, tiếp tục anh Chiến ha. Rồi, mã số 71 là chứng thủy da đen lá lớn luôn. Cái này cũng dáng cũng như phu thê luôn ạ. 71. Dạ rồi, cây này thì cũng già cây lắm dạ, chú. Cây. Thấy cái nước đen nó đen đen này là đen lọ luôn anh Chiến. Đúng rồi. Này là đen lọ luôn. Rồi, chiều cao là 80 luôn. Hai cái mặt cắt này nó kéo rất tốt luôn chú. Rồi, phơm tàn ngang là 90 luôn. Đây này. Đúng rồi. Cho chú mình coi cái mặt cắt luôn. Để cho mình xử lý kéo nè. Vô luôn. Đang mạnh lắm luôn, đang kéo tràn vô phà phà luôn. À, bộ tay thì mới làm lại sao ha, cho nên nó cũng còn chưa có mịn màng lắm. Cái nào thì mình chỉ rõ. Rồi, đo đại diện một thân lớn này ngang cô chú. Rồi 50, cực kỳ là già luôn. Ở dưới thì nó lên màu đỏ đỏ. Rồi, hai thân luôn là 82 luôn cô chú ơi. Dạ. Rồi, con quay một vòng luôn. Đây, phần dưới thì nó đỏ ao ao vậy đó anh ha. Đúng rồi, nó còn phần màu trên thì nó à. Đen lọ luôn. Đúng rồi, già dữ lắm, già luôn á. Nè. Dạ. Rồi. Rồi. Cây chứng thủy da đen lá lớn này mã số 71 giao lưu của chú anh chị là 3 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Cái này mà 3 nha. Triệu thôi nè quý chú ơi. Có 3 triệu thôi đó. À, cô chú có một cái này là mình chơi rồi. Là một cái gì? Phu thê tử. Phu thê tử. Ở sau có cái ca tử nữa quý chú. Đây nè, đó. À, phu thê tử. Một cái nét mang ý nghĩa ha, quay tròn luôn đi anh Chiến. Phu thê tử của chú ơi, mà chỉ 3 triệu thôi. Cây này thì thực ra anh đóng cái kiện cho mình là rất đúng là rồi. To luôn rồi, gửi tiền phí ship không cũng tiền kiện, tiền ship không cả triệu bạc thôi quý chú. Rồi, đúng rồi. Thì cây này thực ra có 2 triệu bạc thôi, tới nhà cho mình. Cây này tiền ship thực ra là cao lắm đó chú. Cao. Cây to đó. Tại to mà phải đóng kiện mới được chứ. Đóng cái kiện gỗ. Chi tay nó có đầy đủ rồi cô chú. Dạ. 3 triệu thôi ha. 3 triệu. Hôm nay giá rất là dễ chơi luôn. Mã số 71. Rồi. Đổi anh ơi. Rồi 72 là một cây sọp độc đỏ luôn. Cây sọp đỏ luôn. Lúc này cũng phải có cây sọp anh ha. Đúng rồi. Đây. Dạ. Một cây sọp đỏ tàn đa. Đa. Rồi thông số chiều cao là 1m luôn cô chú ơi. Dạ. Rồi, phơm tàn ngang 1m luôn. Cao 1m, ngang 1m. Đây, dáng là đọc. Cái này đo. Đọc này cái cổ này cái. Hai ba vị trí cho cô chú dễ hình dung. Rồi, 58. Dạ. Rồi đây. Dễ nó buồn khó. Cứ lòn lòn mình đo lại. 74. Cho cô chú mình tham khảo. Tham khảo. Rồi hết cái quạnh dưới này luôn cô chú ơi, con đây nè, rồi hết cái thước luôn, con quay một vòng luôn này, đó. Mặt nào ghế nó cũng buông xuống đẹp hết trơn cô chú. Dạ. Đây trên này nó có cái ở đó là cắt nè, đúng rồi, mặt cắt, mặt cắt, nhưng mà vòng này thì nó dễ lắm, nó không có bị. Rồi cây sọp đọt đỏ mã số 72 giao lưu cô chú anh chị là 3,5 triệu, bao ship toàn quốc luôn, không chậu. Dạ rồi, 3,5 triệu anh ha. Ừ, 1,5 triệu. Cái này gốc cũng to lắm cô chú, cũng đóng kiện cho mình nữa. Cây này về cô chú anh chị mình xuống lá hết trơn là trong vòng một tuần là mình có cái lọc đỏ nó ra là đỏ gực cây luôn. 3,5 triệu thôi ha. 3,5 triệu à. Dạ rồi. Giá dễ chơi. Rồi mã số 73. Cái này si trắng phải không? Đúng rồi anh.
một cây si trắng nữa cô chú ơi, cây si trắng dễ buông luôn. Đây nó có cái cành gớt xuống rồi rễ nó thỏ xả xuống buông luôn đó, quay giáp một vòng luôn cô chú ơi. Cái dáng cũng là độc đáo anh ha, độc đáo dáng siêu mà có cành rớt ha, rễ buông nó thòng theo là vậy nè cô chú. Rồi chiều cao 1m2 luôn. Rồi phơm tàn cũng vậy luôn. Dạ. Mấy cây rễ buông này nó căng như dây đàn. Đây nè. Trên này nó căng, còn bên đây một cành rớt mà nó rễ nó buông cặm ngược rễ vô chậu luôn. Đây. Rồi, phần nào đo được cái đó đấy anh. Đúng rồi, lộn như đây. Anh chịu con dây vịn cái chậu, vịn lại với chậu ha cô chú. Đây, chứ không có gì hết. Đây. 65 cô chú ơi. Dạ. Rồi xuống hết đế này luôn là 90. Đây, quay một vòng cho cô chú. Vòng nữa đây anh ha. Ừ. Đây. Cốc cành này nuôi cũng khá lâu. Bông tai thì đã có sẵn hết ha. Có sẵn hết rồi. Đó. Về mình cắt tỉa cho nó dày thêm thôi. Hoặc là quý chú nào không thích mà dày quá thì mình lượt lại cho thoáng ha. Tùy rồi ha. Một cây si trắng này mã số 73 giao lưu cô chú anh chị là 4.500.000. Bao ship toàn quốc luôn. 4.500.000. 4.500.000. Dạ rồi. Đây. Đổi luôn anh ha. Rồi. Mã số 74 là một cây me. 74. Một cây me 74. Một cây me dáng hoành. Nó nằm đi. Dáng nằm. Nằm ngang chậu luôn chứ, nằm ngang miệng chậu. Cái này mà nó có rễ thì nó sổ nó buông vậy nè, nó cắm lại anh ha. Dáng này thì nói chung là đổ nhưng mà sẽ không đổ. Cái này nó có trái lòng thòng, nó nhìn thuê nữa là cô chú ơi. Phải níu kéo lại mới được, đúng rồi. Giữ lại mới được. Đây những cái rễ này nè cô chú. Không cho cây đổ được. Rất độc đáo luôn. Kiểu gì cũng phải chịu lại chân anh ha. Đúng rồi. Cái thân thì nó buông nghe cô chú, thân nó buông xuống đổ nhưng mà bộ đế thì không cho. Rồi chiều cao 57 luôn cô chú ơi. Cây này nuôi cút cành cũng lớn. Lớn ạ. Phơm tàn rộng 80 luôn. Dạ, tàn 80. Rồi để đo cái cốt nằm của nó nghe cô chú. Từ cái miệng chậu này ra đây là 30 luôn. Dạ rồi. Hoành thân chỗ này luôn, 27 luôn cô chú ơi. Rồi. Rồi cái đế sổ nó bám cái chậu nó giữ thân lại là 40 luôn. Cái này khoảng 2 tấc vậy chú ơi, độc đáo lắm ha. Những cái rễ ban đầu ta cắt nè, nó mồi rễ ha. Nó chảy xuống nó cắm vậy nè. Đặc biệt cây me này nó già ha cô chú, nó móc trắng hết trơn. Cái thân nó dương ra bộ đế thì nó giữ lại. Đó. Rồi. À, giá nhiêu đây anh ha, cây rồi, này cây me mà dáng nằm này là mã số 74 giao lưu cô chú anh chị là 4.000.000, bao ship toàn quốc luôn, không chậu nha. 4.000.000. Thân cũng độc, thân bay dương ra cái đầu ngóc lên. Đúng rồi. Cái này nó có trái nó lòng thòng xuống nhìn phê lắm cô chú ơi. Cây này 4.000.000 dáng 4 độc triệu. Đáo á. Cốt cành lớn ha. Dạ. Yeah. Rồi. Đổi tiếp giúp rồi, em anh ơi. 75 là một cụm trứng thủy da đen lá lớn luôn. 75. 75. Trứng thủy cái này chắc da xanh quá anh chứ. Ờ. Da xanh. Da xanh. Rồi, thông số chiều cao là 40 luôn. Một tàn tròn nha. Rồi, 50, một cụm bể. Tàn tròn vo luôn, da xanh mà lá nó lớn. Chưa có ám tàn thôi. Đây, da xanh lá lớn, đúng rồi, màu xanh. Nguyên một cụm nó liên kết, nó rễ nó khắn lại với nhau cô chú. Dạ. Nhìn thấy đẹp không? Đây, con đo hết luôn một thông số một ha cô chú. Đây. 80. Đây. Rồi, nhiều đây anh ha. Rồi, một cụm trứng thủy da xanh lá lớn này mã số 75 giao lưu cô chú anh chị là 2.200.000, bao ship toàn quốc luôn,
không chậu nghe. 2.200.000 ở đây nó dính qua đây. Đúng rồi. Rồi ở đây nó đây. Lại dính qua đây. Đúng rồi, nó dính qua đây. Rồi ở đây nó dính. Đúng rồi. Nó liên dính kết. Chàng chàng vậy nào quý cô chú. Nó liên kết với nhau luôn. Mặt cắt thì ảnh xử lý hết trơn, giờ nó đang kéo gom vô nè cô chú. Dạ. Cái này là mã số 75, giá là 2.200.000. 2.200.000. Bỏ bầu cho đi. Bao ship toàn quắc luôn, không chậu nghe cô chú. Đây một cái cây mai chú thủy này mới da đen nè. Đúng rồi. Nu da đen 76. Lá lớn. Là da đen lá lớn nè. 76. Này. Bị cái cụm này đặt cứng khự luôn á. Dạ rồi. Cái bể đặt cứng luôn. Bể rồi, thông số chiều cao là 57 luôn. Phơm tàn ngang là 50. Dạ. Rồi, vị trí của cái thân chỗ này 24 của chú ơi. Con đo hết cái cụm đặt của cái bể này luôn. Rồi, 86 luôn. Dạ rồi. Con quay giá một vòng con báo giá luôn. Rồi, cụm chứng thủy da đen lá lớn củ đặc này mã số 76 vô luôn cô chú anh chị là 3.500.000, bao ship toàn quốc luôn. Không chậu nghe cô chú. Còn muốn có chậu cô chú thương lượng với nhà vườn với anh Vinh. 3.500.000 anh ha. 3.500.000. Rồi, mã số 76. Tiếp giúp em luôn ha. Rồi. Mã số 77 Linh Sam luôn. Dạ rồi. Tiếp này có Linh Sam. Rồi, thành phẩm em đang cho bông luôn cô chú ơi. À. Cúc cành chắc bằng ngón chân cái. Đúng mình rồi, anh bằng ngón chân cái. Cái này anh to lắm rồi chú ơi. Cúc cành nuôi Sam mà nuôi cúc cành nè. Cúc này cúc nói to không nè. Rồi thông số chiều cao là 60 luôn. Phơm tàn chạy dài là 80. Phơm tàn ngang là 50. Dạ. Rồi. Ok. Đây. Đo ngay vị trí này 22 luôn cô chú ơi. Dạ rồi. Còn bệ đế rồi. Con đo đường kính cái này đi. Rồi 29. Quay một vòng báo giá cho cô chú luôn. Một cây Linh Sam mã số 77 giao luôn cô chú anh chị là 1.700.000, bao ship toàn quốc không chậu luôn. Cái này 1.700.000 cũng đóng thùng đi nè. Đúng rồi, này cũng đóng thùng rồi. Tay cành nó lớn lắm. Tại vì cây nó thành phẩm rồi. Tay cành nó Sam siêu bông. Cây này thì đang chuẩn bị cho bông. Đúng chút rồi. Nụ nó lên nụ đầy. Nụ lên đầy hết trơn nè. Cái cây này siêu hoa mà. Rồi, 1.700.000 anh ha. 1.700.000. Mã số 77 luôn. 77, bao ship toàn quốc luôn, Linh Sam. Siêu bông. Rồi, tiếp tục anh Chiến ơi. Rồi 78 là nu gò công luôn, một cụm luôn. Cụm rừng. Cụm rừng. Cụm rừng này tròn xe luôn. Tròn xe. Tàn là ấm luôn rồi đó. Dạ. Đều tròn hết trơn ha. Tròn cắt hết kéo à. Rất khỏe luôn chú ha. Đúng rồi. Mà cắt nhìn nó kéo mình thấy cái cây nó sung ghê luôn. Nào, mà cắt cụm nhỏ rừng. Thì nó bít rồi, mà nu cắt lớn thì nó kéo. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, 47 luôn chiều cao của chú ơi. Tàn tròn do luôn. Rồi 85. Tàn tròn. Cụm gì nè. Nguyên cụm luôn. Khến là đặc thù luôn. Rồi con chỉ đo một vị trí này. Ngay cái chỗ này thôi. Cô chú ơi ngay cái eo này thôi. 72 luôn. Tích 70 luôn. 70 luôn. Trừ hao cho cô chú luôn nè. Nó đặc thù luôn. Hai mặt mặt nào cũng ok hết trơn. Mặt nào cũng đẹp hết. Nè. Đó. Nu quá trời nu luôn cô chú ơi. Dạ. Rồi, nu gò công nguyên bệ gừng này mã số 78 cho luôn cô chú anh chị là 3.000.000. Dạ, bao ship toàn quốc luôn. Chỉ 3.000.000 thôi. 3.000.000. Phơm tàn trên là ấm luôn cô chú, tròn do luôn. Không một lũa gì hết nha chú. Mà luôn. Cắt thì nó đang kéo tốt. Tới trên ngọn là vẫn nu luôn cô chú ơi. Về tháo dây giùm nha chú. Mấy này siết dây rồi nè ha. Tỉa bắt đầu là ấm tàn là để chơi thôi cô chú. 3.000.000 cho cây này thôi ha. 3.000.000 luôn. Cũng đóng thùng chơi ao cho mình không. Nu gò công. Đẹp quá cô chú ơi. Rồi tiếp tục anh ơi. Rồi mã số 79. Một củ sứ luôn. 78 ha. Đây là 79 là một cây sứ. Sứ này là chắc ghép rồi. Đúng rồi.
xứ này bông bông kép, bông kép, à, bông ghép. Quay quay đây đây đúng đúng rồi, dấu ghép nè, mấy cái này là mấy cái chột ghép không nè, đúng rồi. Đó. Đây là mặt bông này của chú. Rồi thông số chiều cao tới đây là 77 của chú ơi, ngang là 40. Màu này màu đỏ mà như màu giống như màu đồ son sổ này. Của cái đế là 30 luôn cô chú ơi. Dạ. Còn đo ngay cái cổ trong này là 23. Hoành thân của hết cái cũ xứ này là 82. Đây, con quay một vòng con báo giá luôn. Rồi, nguyên cái cũ xứ này mã số 79 giao lưu cô chú anh chị là 900k, bao ship toàn quốc luôn. Cũ đã sạch đẹp. Sạch không có bị úng thúi luôn nghe cô chú. Đặc biệt là cây ghép rồi ha, bông ghép như chú thấy ha. Cánh ghép này cô chú, bông rất đẹp luôn. Bông màu. Dạ rồi. Rồi, mã số 80. 80. Một chân nu luôn. Một cây chung nu. Ảnh có những cái cây chung nu lùng lực. Nụ này quá đẹp luôn, tàn là gì mà gặp dâm tàn nó ấm hết biết luôn. Đây. Cái này là về cô chú cho cái dĩa ấy để bàn chén cha là cũng trực tặng đa nào cô chú mà. Sửa làm cây bài nữa nè. Anh nghiêng cái anh chứ. Rõ liền. À. Chết đế nở anh ha. Cành một rất là to luôn chứ. Cành một cân. Cành này nó phải to thì cây cây nó mới phê nè. Cành này quá to luôn. Mà cắt thì kéo tốt của chú. Đúng rồi. Hai bên luôn, bên này như luôn. À. Cái cây này đó người ta khoét mạnh tay đó, người ta khoét cái mặt cắt này mạnh tay đang cho cái đường này nó dịu lại luôn nè cô chú. Là người ta làm cái cốc cành nuôi hơi lâu thôi nhưng mà ra cây thì nó đẹp hơn nhiều ha. Đây, cô chú thấy cái cốc cành này. Cây trực tăng đa cổ thụ. Đế thì cũng đều. Rồi, chiều cao chỉ có 24 thôi cô chú ơi. Dâm tàn nó tới 40 lận. Cái mặt cắt đó kéo còn tí xíu. Đúng rồi. Chút mà. Rồi, đo ngay vị trí này luôn. 26 luôn. Mấy cây này thì mình chơi thì mất thời gian, nhưng mà khi mà nó thành phẩm nhìn xuống đây, chẳng hạn như đây cái mặt cắt này. Đúng rồi. Quý chú thấy không? Nó đang kéo gần bít lại nè. Đó, cái nào thì con chỉ rõ ha. Đây cũng có cái lỗ nhỏ đây. Nói chung là từ từ ha. Thời gian thì nó sẽ cuốn mấy cái này hết. Đó, còn mặt cắt ở giữa nào chút. Còn tí xíu nữa thôi ha. À, rất là nhỏ thôi. Tàn thì tròn nóc hết trơn à. Nhiều đây anh chứ ơi, cây này. Rồi, cây chân nu này mã số 80 giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu, bao ship toàn quốc. 3 triệu ship toàn quốc luôn. Rồi. Tiếp đổi giúp em luôn ha. 81, một củ sứ luôn. 81 một cây sứ luôn. Cây này không cao anh ha, không cao. Yeah. Rồi, đông cao 1m09 luôn. Dạ. Sổ cái cũ xuống là 30 luôn cô chú ơi. Hoành thân chỗ này là 31. Hoành hết cũ 91 luôn cô chú ơi. Quay một vòng báo giá luôn. Rồi một củ sứ này mã số 81 này giao lưu cô chú anh chị là 1 triệu bao ship toàn quốc luôn, không chậu nha. Cái này 1 triệu bao ship anh ha. Ờ. Củ đẹp thôi chứ. Không cao. Củ sạch củ luôn, không có úng thúi luôn nha cô chú. Mã số 81. Dạ. Rồi. Tiếp anh ơi, cây cuối luôn. Mã số 82, một cây xanh. Xanh này lá rất là nhỏ nè cô chú. Xanh lá ghế 82. 82 mà chứ tiền đâu. Cái này gì chơi lại lùng lực cũng hay lắm cô chú ha. Số 82. Đây cái mặt bên đây đây.
Cái này giống như phô rồi, giờ mình cũng có thể mình cắt lại theo ý cái, mình ha. Cái này là xanh lá gí nha cô chú anh chị. Rồi thông số chiều cao nó là 50 luôn. Dạ. Tàn ngang nó cũng 50 luôn. Cao 50 ngang 50. Rồi quay một vòng luôn. Đây đây đây. Đó. Cái rễ buông này giữ lại nha chú. Rễ buông này sau này lớn lên là lợi hại á. Rồi, con đo ngay vị trí này luôn nha cô chú. 31 luôn. Dạ. Hết nồi đế này luôn. 77 luôn. Quay một vòng báo giá cho cô chú anh chị luôn. Rồi, cây xanh lá gí này mã số 82 vô luôn cô chú anh chị là 1,5 triệu, bao ship toàn quốc luôn. 1,5 triệu anh hả? 1,5 triệu. 82. Cây xanh lá gí. Cái này cắt lại heo chứ. Rồi, rồi thôi cây sứ này luôn đi anh ơi, rồi kết thúc luôn. Rồi, còn cây sứ số 83 là củ sứ luôn, cũng là cuối clip luôn. Rồi. 83. Cái này giá cũng dễ chơi thôi chú, 1,2 triệu anh ha. Trồng cái củ như thế này chú. Rồi, thông số chiều cao là 75. Dạ, khúc cành nè, cũng đều á. Vâm tàn ngang là 47. Dạ rồi. Độ sổ cái củ xuống là 27. Ngay cổ này luôn nha cô chú anh chị. 32 luôn. Hết cái hoành củ sứ này luôn. Rồi, 105 luôn. Cũng rất là sạch anh ha. Sạch, không có bị úng thúi gì hết. Dạ. Rồi, nhiêu đây anh chứ ơi. Rồi, cái một cái củ sứ này là mã số 83, cũng là cú clip. Giao lưu cô chú anh chị là 1,2 triệu, bao ship toàn quốc luôn. 1,2 triệu anh ha. 1,2 triệu. Dạ rồi. Cuối luôn anh ha. Rồi, chào cô chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ cho nhà vườn. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong clip sau. Xin chào. Dạ rồi, con cũng xin chào và hẹn gặp lại.